Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đi trên hành trình này tiếp nha. Và hôm nay chúng ta nói về cái sự cô đơn của những linh hồn thức tỉnh, nói về bản ngã của lòng tham, bản ngã của ham muốn. Vì sao mà chúng ta chỉ cần diệt được cái tham thôi thì sân si cũng từ đó mà diệt theo. Và tiếp nữa là định luật Murphy ảnh hưởng gì tới cái con đường tu tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và cái phần cuối video là một bộ phim đối với mình là cực kỳ thú vị. Nó đến với mình theo một cái cách rất là tình cờ, nhờ một cái nhân vật mà có một cái đôi cánh rất là đẹp và một thanh kiếm tuyệt vời. Đấy, tự đoán nhá. Trước tiên, đầu tiên chúng ta cần nói về định luật Murphy một chút ha mọi người. Khi mà chuyên gia tên lửa Edward A. Murphy thất bại trong một cái thí nghiệm tưởng chừng như không thể sai sót được, chỉ vì một cái lý do mà nó là một cái sự nhầm lẫn cực kỳ hy hữu, thì ông phải thốt lên là nếu có một cái điều gì đó nó có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Bởi vậy, cái định luật Murphy nó ra đời sau vài tháng và nó trở nên cực kỳ nổi tiếng trong cái ngành kỹ thuật vũ trụ ha. Định luật Murphy á, thường thường người ta gọi là định luật bánh bơ. Và đã dùng cái hiện tượng bánh mì phết bơ để chứng minh ra cái điều đó vào năm 1949. Là vậy nè. Ví dụ khi mà các bạn đánh rơi một cái miếng bánh sandwich á, cái mặt mà nó chét bơ á, nó rơi xuống á, thì chắc chắn là đa số lần thì cái miếng bánh của bạn nó sẽ rơi úp cái mặt bơ xuống dưới đất. Đó. Cái mặt mà được chét bơ á, nó sẽ rơi úp xuống. Cái đấy là cái định luật của người ta, thì người ta nói đôi khi mình cũng không có hiểu sâu được cái chuyện đó đâu. Mọi người nhìn trong cái cuộc sống hàng ngày của mọi người á, cái hôm nào mà mọi người ở nhà á, thì không sao hết trơn á. Cái hôm nào mà mọi người trễ làm nha, ra đường á, thì gặp mấy chục cái đèn đỏ. Ngày nghỉ đi chơi với bạn bè thì đèn xanh liên tục, đường thông thoáng. Ngày đi làm thì bắt đầu gặp ngay combo đèn nào tới cũng đỏ hết trơn. Và mỗi cột thì cách nhau chỉ có bao nhiêu, một cây số thôi, cứ cột có 1 cây. Cột có 1 cây mà đi 10 cây, 10 cây số đến chỗ làm thì tặng thẻ kèm thêm một cái combo là gì? Là sếp đang ở công ty. Đấy, ví dụ như vậy. Trong cái rủi bây giờ nó cũng có cái xui, cái kiểu như thế, cái kiểu như thế đấy. Và hàng ngày thì súng dính quần áo đẹp lung linh thì không ai ngắm hết trơn. Đột nhiên một ngày đi đổ rác. Đó, ăn bận như cái nùi rẻ vậy, tóc tai rối bời, mặt mũi bơ phờ te tlu tua, thì gặp ngay anh Cruz hàng xóm đấy, ra đường tập thể dục. Và đây họ gọi là định luật Murphy. Thường thường cái sự xui xẻo nó thường đến đúng lúc. Đúng lúc đúng thời điểm. Theo tìm hiểu á, thì Murphy có tới 14 định luật. Có tới 14 định luật và giúp chúng ta là nhắc nhở chúng ta về cái cuộc sống và cái ý nghĩa của những cái ổ gà trên cái hành trình sống của chúng ta mọi người. Thì trên thực tế nó là như thế nào? Thì họ thường nói cái định luật Murphy nó diễn tả cái cuộc sống giống như một cái chuỗi ngày nó tôi thui, nó đi đến hết từ cái bất ngờ này đến cái thất vọng khác, cái kiểu như vậy. Và sau khi họ công bố cái định luật Murphy này á, thì thường được gọi với cái tên là định luật ngốc nghếch, để là chỉ ra những cái xui xẻo trong cuộc sống của mỗi chúng ta đó. Định luật Murphy hoàn toàn có thật nha mọi người, và nó chịu ảnh hưởng bởi luật hấp dẫn. Nó chịu ảnh hưởng bởi luật hấp dẫn, bởi gia tốc trọng trường và lực rơi tự do, cũng định luật cơ học như mon men ngẫu lực. Đó. Và mình sẽ chèn cái phương trình kế bên đây cho mọi người, và mọi người muốn tìm hiểu về cái phương trình của định luật Murphy á, mọi người có thể lên trên Google rất là nhiều. Đó là cái cách chúng ta giải thích về những cái chuyện thường ngày thường gặp theo khoa học và định luật ảnh hưởng từ vũ trụ ha. Cái điều này nó không quá xa lạ đâu, bởi vì mọi hạt trong vũ trụ á, nó đều hút nhau hết á, và đây là một cái định luật có thể là có một phần ảnh hưởng từ cái luật hấp dẫn nữa. Và cái lực hấp dẫn á, nó sẽ chi phối chúng ta thông qua cái nỗi sợ, thông qua niềm vui, thông qua tình yêu, lòng từ bi, và chung lại tất cả những cái sự rung động tần số năng lượng. Đó là ý nghĩ, lời nói và hành động. Cái luật Murphy này nó sẽ hoạt động mạnh mẽ nếu mà chúng ta luôn có những cái suy nghĩ rập khuôn là ở trước sau gì chuyện này nó cũng thế thôi. Cái kết quả này của nó cũng sẽ là xấu như thế thôi. Mỗi ngày và cái xu hướng rập khuôn này á, nó là cái xu hướng rập khuôn tình huống và nó bó buộc trong suy nghĩ vòng lặp. Đã đen rồi là gặp thêm cái luật hấp dẫn nữa thì thôi, đen thổi lùi luôn á. Nên là mọi người phải cẩn thận trong những cái suy nghĩ của mình, trong những cái lời nói và trong những cái hành động của mình. Đó. Cái khi mà mọi người gặp cái những cái chuyện mà nó giống như định luật Murphy nó xảy ra, thì mọi người chỉ nên chấp nhận thôi và vui vẻ đón nhận cái điều đó là done, xong, chấm hết. Chấp nhận, chấm hết. Đừng có suy nghĩ gì quá nhiều để cho mất công nó ảnh hưởng năng lượng. Và tại sao mình lại đưa ra định luật Murphy để dẫn nhập cho cái video ngày hôm nay? Bởi á, trong đời sống của chúng ta không thể tránh khỏi những cái điều mà mang tên là cuộc sống mà. Đó, cuộc sống mà. Chúng ta sẽ phải học được những cái gì thông qua cái trải nghiệm đó mà cái luật Murphy mang lại đến cho chúng ta. Và có những cái định luật Murphy và quan hệ nhân quả đôi khi nó liên quan đến nhau.
Mình nghĩ là có chăng hai cái này nó liên quan đến nhau mọi người. Nếu mà khi chúng ta nhìn theo cái cách tiêu cực một chút thì chúng ta thấy là ở xa xôi quá, nhưng mà sau tất cả những cái trải nghiệm đó thì chúng ta đọng lại được cái gì, chúng ta sẽ học được cái tính cẩn thận hơn, chúng ta thận trọng hơn với cái suy nghĩ của mình, thận trọng hơn với cái lời nói của mình, với cái hành động của mình đó. Và chúng ta sẽ nghĩ sâu hơn một chút là cái điều này này là cần xây tiếp tục cái gì, cần bỏ đi tiếp tục những cái gì, hoặc là chuẩn bị tu tập cái gì, chuẩn bị hành trang để sống là như thế nào. Và rộng hơn nữa là sau khi chúng ta không còn hiện diện trên cái mặt đất này nữa, để sau khi không còn ở đây nữa thì bạn sẽ hiểu rõ hơn là mình sẽ đi đâu đó. Thì đôi khi chuẩn bị trước nó lại là hên. Nếu mà giải thích theo tâm linh là vạn pháp nó do duyên khởi và nó bị ảnh hưởng bởi cái quan hệ nhân quả mọi người, và nó là cái những cái điều mà nó không thể tránh khỏi. Cái cách chúng ta đối diện trực tiếp mới là cái vấn đề, và sau khi đối diện với cái điều đó sẽ như thế nào thì cái đó mới là cái thực sự quan trọng. Và sau khi các bạn xem xong cái video này, và khi mà đã tìm hiểu về cái định luật Murphy rồi ấy, thì mọi người đừng truy cầu cái sự hoàn hảo, bởi vì ai cũng sẽ gặp thất bại thôi, một hoặc là rất nhiều lần trong đời, cái đó là cái điều bình thường. Và đừng có tự phán xét mình nha, người nào cũng có những cái sai không thể sửa hết, và không có cái điều gì mà nó đứng yên một chỗ, nó ổn định mãi mãi như vậy được, nó ổn định một vị trí mãi như vậy được. Và khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì bạn sẽ dễ dàng chấp nhận, bạn sẽ dễ dàng bỏ qua, dễ dàng sửa đổi, và để cho các bạn có được cái sự phát triển linh hồn một cách tốt nhất. Mọi việc trên đời này á, nó đều là cái sự sắp đặt tốt nhất. Tất cả những cái xui xẻo mà hàng ngày các bạn phải gặp á, tất cả những cái điều bất như ý nó có trong cái định luật Murphy thì luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Đó là một cái gì? Đó là một ngày quá đỗi bình thường. Định luật Murphy nó luôn luôn xảy ra chung quanh chúng ta, và đó là một điều rất bình thường. Nó đừng nghĩ là xui. Đôi khi chính là một trong những cái cách mà để chúng ta trả hoặc là trải nghiệm cho xong một cái món nợ gì đấy. Thì bởi thế mình mới nói là đôi khi hai cái này nó có liên quan đến hay nhau hay không? Cái định luật Murphy và cái nhân quả nó có liên quan đến nhau hay không? Thì mình mới suy ra được như này này. Có thể đây chính là một trong số những cái cách mà để chúng ta trả hoặc là trải nghiệm cho xong một cái món nợ gì đó, một cái giao kèo gì đó từ vô lượng kiếp nào đó, hoặc học nốt một cái bài học trong đó. Đó, vì thế chúng ta đừng có nghĩ là xui xẻo khi mà các bạn gặp những cái điều nó bất như ý. Đó. Còn về cái sự cô đơn của những cái linh hồn thức tỉnh thì mình có nhắc từ đầu video á, về cái bản ngã lòng tham này, bản ngã của ham muốn này, và vì sao chỉ cần mà chúng ta diệt được cái tham thôi thì sân si cũng từ đó mà diệt theo, và quan trọng nhất là tình yêu đôi lứa nói riêng và tình yêu con người nói chung, yêu thương vô điều kiện là như thế nào và quan trọng như thế nào. Thì xin mời mọi người đến với cái bộ phim hôm nay, một cái bộ phim rất hay, rất đẹp. Được mang tên là 3000 Years of Longing, được xây dựng hoàn toàn với nguyên lý khoa học và khoa học tâm linh nhé mọi người. Và đây là một bộ phim chính kịch lãng mạn đi theo hơi hướng giả tưởng của đạo diễn George Miller. Nhưng mà giả tưởng hay không á, thì xem mới biết. Cứ xem đi rồi biết ha. Với một cái gương mặt đó rất là quen thuộc và chúng ta đã gặp trong cái series Dr. Chang rồi. Và diễn viên, cái người diễn viên này này, đối với mình á, cô ấy là một người có nét đẹp mà phải nói là phi giới tính đấy mọi người, phi giới tính đấy, Catherine Matilda Winston, và công chiếu tại liên hoan phim Cannes năm nay luôn nha mọi người, năm 2022. Và phim được lồng ghép rất là nhiều hình ảnh ẩn dụ, rất là nhiều chi tiết quen thuộc với những ai đã và đang đi trên hành trình thức tỉnh tâm linh. Âm nhạc thì rất là hay, tất cả mọi thứ nó hòa quyện lại tuyệt vời vô cùng luôn, rất nhiều bài học, rất nhiều điều nó gói gọn trong hơn một tiếng đồng hồ thôi. Mình đảm bảo các bạn xem phim này xong, các bạn sẽ có thể có một số người là dễ xúc động, là sẽ khóc đấy, sẽ khóc đấy. Bởi vì sao? Thật ra chúng ta không phải là chúng ta xúc động bởi vì là yêu nhau hay là nhân vật yêu nhau hay hoàn cảnh là như thế nào đâu, mà chúng ta sẽ nhận ra được là chính bản thân chúng ta trong đó, chúng ta sẽ nhận ra được điều đó. Và mình đã cảm nhận như thế thì mọi người cũng sẽ cảm nhận như thế thôi, nó cũng sẽ có cái cảm nhận như vậy. Ok, thế thì mình không có spoil nhiều nữa ha, và mình muốn mọi người hãy xem bộ phim này đi, và mọi người hãy trải nghiệm nó đi. Đó là một cái điều rất hợp lý, thay vì mình chủ động để mình spoil tất cả mọi thứ thì nó mất hay đi. Hình ảnh ở cuối cùng của video hôm nay sẽ là cái câu trả lời cho tất cả chúng ta trong một cái cuộc hành trình quá là dài rồi mọi người. Khi mà chúng ta có mặt ở đây trên cái mặt đất này, và mình chúc mọi người xem phim thật là vui vẻ nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.